un bus vert comme ça qui part en France. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Sang, chào mừng mọi người đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Xin chào mọi người. Sang cùng gia đình đang trên đường đi ra sân bay. Hành trình của Sang đi về Việt Nam ăn Tết đây mọi người ạ. Xin chào cô, ông bà, cô chú đi con. Chào chú, chào các bạn, là Luc. Luc nhà Sang bây giờ nó lớn rồi đó, cao hơn ba nó rồi. Ba đang chạy xe. Trên đường đi ra chỗ đi ra ra Vân Tem, mà các bạn biết không, từ nhà mình đi ra đây là rất là thường xuyên hay kẹt xe lắm, kẹt xe hoài à. Lúc nãy cũng có kẹt xe cái chỗ lúc nãy nữa. Cái giờ mình đi là cái giờ trưa, 1 giờ trưa, mà cái nó còn kẹt xe một chút xíu thôi, chứ còn bình thường nếu mà đi vào buổi sáng hay buổi chiều là hết chỗ, là khỏi đi được, có những nhúc nhích nhúc nhích. Bên kia là Busan Airport kìa, là sân bay bên phía bên kia, nhưng mà mình phải đánh vòng á. Mười bảy năm chưa bao giờ ăn Tết, chưa về ăn Tết với gia đình đây này mọi người. Hôm năm nay là năm mình hành trình về Việt Nam ăn Tết. 1, 2, 3. Rồi thì mình chọn Bắc Kinh để đi vô nè, số 2 hay số 3. Bắc Kinh mà để bay á là bao nhiêu, số 2, số 3? Bây giờ là trong cái chỗ mà bãi đậu xe của sân bay ra Vân Tem rồi đó. Trong này thì rất là nhiều Bắc Kinh. Ích ơi, mong mong đi Việt Nam rồi, con ở nhà con làm gì? Không biết. Ta tới đây coi. Con ở nhà con đi học phải không? Con nhà con đi học đúng mà. Yeah. Bên này là đậu đâu được đâu. Prenez la droite vers la ligne 262 en direction de Zaventemsen. Nhà đi học nha. Rồi ngoan nha. Rửa chén cho ba ba nha, dọn dẹp nhà nha, với quần áo, giặt đồ. Dạ. Ok. Đây là cái chỗ mà đón người nhà ở chỗ này nè mọi người. Giờ mình phải đi ngược lên đó. Nick ơi, Nick, cái chỗ này là chỗ máy bay đáp xuống hả? Còn chúng mình đi cái chỗ mà mình đi mà cái chỗ mà máy bay đi lên đó, nó khác mà. Chỗ này là chỗ máy bay đi xuống. Còn chỗ máy bay đi lên là chỗ nào? Thì đi lộn rồi. Không, mình phải đón, phải đi qua bên kia. Đi qua bên kia, đi cầu thang đi lên rồi. Đi ngược qua đây, đi sai rồi. Đi qua kia. Phải đi thang máy đi lên. Con này là đi đón người thân. Đi vô trong đây này con, đi thẳng vô. Bây giờ mới đón cầu thang đi lên trên lầu 5, mới là cái chỗ mà là máy bay nó cất cánh. Lần này mình về Việt Nam á, là mình không có cho má biết, không cho gia đình biết
chỉ có cho em dâu, em trai của mình biết thôi. Sau đó rồi nó ra nó đón để cho tạo sự bất ngờ cho má. Nó không biết má có vui khi mà mình về bất ngờ như thế này không. Bao nhiêu năm cũng cứ tới cái mùa Tết đó là má mình nghẹn ngào kêu là con ta nó về nó ăn Tết. Cái gia đình mà con của mình thì không thấy đâu. Nhiều khi 30 Tết mà ngồi ngóng con. Thấy má nói cũng tội nghiệp. Năm nay là quyết chí về cho được. Lần này là mình về là mình đánh liều ấy chứ. Nói chung là mọi thứ nó đang còn dở dang. Đợt này về có 10 ngày, không có được nhiều mọi người ạ. Vô trong sân bay rồi đó. Trong này thì ấm hơn ở ngoài rất là nhiều. Ngoài lạnh lắm. Ở ngoài đang là -1 độ. Bây giờ sang chuẩn bị đi vô trong cái cửa cách ly rồi mọi người ạ. Đấy, bây giờ chia tay nước ở đây. Chia tay nước nha. Sao? Đi vô mong mong đi. Có nhớ mong không? Gọi gì cho mama nha. Cái chuyến bay của mình bị trễ hơn 1 tiếng, gần 2 tiếng đồng hồ là bị trễ đi. Thôi không sao, mình qua hải quan ok hết trơn rồi. Sau đó rồi hai chị em đi vòng vòng ở trong cái chỗ mà shopping của cái sân bay á. Rồi bây giờ là mới đi ra ngoài chỗ máy bay. Đây thì ngồi chờ chỗ này nè. Sau đó rồi chút nữa là có máy bay rồi sẽ đi lên đây thôi. Và bật rồi. Bây giờ mình ở cái chỗ B6, bây giờ chuyển qua B10 và ngồi chờ chỗ này. Chờ máy bay mọi người, tin nó máy bay tới đây là mình sẽ đi ở đây nè. Đó. Và để bạn ngồi là dạng chân ra luôn, tới đây ngồi ở đây được. Chỗ này có 2 chỗ. Ngồi ở đây sẽ nhìn ra được cái máy bay ở bên phía ngoài kia. Chuyến này mình về Việt Nam là má của mình á cứ hỏi mình á là khi nào về cho biết ngày, nhưng mà sang á thì sao không cho biết ngày mà chỉ nói là năm nay con về ăn Tết với má thôi đó. Má giận kêu là tại sao mấy lần trước thì cho biết mà lần này không cho biết rồi. Nhưng mà giận thì giận thôi, nhưng mà biết là con gái về ăn Tết á là cũng vui trong lòng dữ lắm. Sang đang ngồi chờ để ra máy bay. Cái chuyến bay này của Sang đó là đi từ Busan đi từ Turkey và từ Turkey mới đi về Việt Nam. Hành trình đó là nó vào khoảng 22 tiếng, 21 tiếng đó mọi người. Máy bay nó bị trễ. Sang về Việt Nam mà mặc đồ như vậy nè, nhiều đồ lắm. Không biết là về Việt Nam hiện tại giờ có nóng không chứ. Chứ còn đây là Sang nó sẽ mặc nhiều đồ tại là -1 độ là nó lạnh mọi người ạ. Cái chiếc máy bay này là bây giờ mới tới nè mọi người nè. Đó, chuẩn bị là Sang sẽ lên cái chiếc máy bay đó. Nôn nao lắm mọi người ạ. Cái cảm giác mà về gia đình nhá, về với gia đình, ăn Tết với gia đình á. Cái cảm giác nó làm cho Sang là nguyên buổi tối ngủ không được. 3 giờ đêm Sang còn nằm bấm điện thoại mà ngủ không được. Chẳng biết là mình bấm cái gì nữa. Nằm coi tùm lum tùm la vậy mà không. Nói chung là cái tự dưng cái trong lòng nó nôn nao vô khó tả lắm.
cái này nó chuẩn bị nó mở ra để cho cánh cửa kia mở ra nè. Đó, chút nữa là người sẽ vô trong cái chỗ đó. Em buổi sáng thì nó mong chị về dữ lắm. Nó kêu không cần chị phải mang gì về cho tụi em làm gì đâu, về ăn Tết với tụi em là được. Nó còn kêu là về đây đi rồi tụi em có gì ăn cái đó. Sang thấy máy bay nó đang là bơm dầu vô, bơm xăng dầu gì đó vô kìa. Hiện tại là khoảng có chừng 5 giờ chắc Sang mới ở đây sân bay, và qua tới Turkey là 10 giờ tối. Sau đó sẽ ở đó mấy tiếng đồng hồ, 2 giờ đêm mới lên máy bay về Việt Nam. Về tới Việt Nam mới là về tới Việt Nam là 5 giờ chiều, hơn 5 giờ chiều. Lần đầu tiên Sang đi cái hãng Turkey này á, cái hành lý gửi của Sang là bị quá ký, là người ta cho cái giới hạn của nó là 32 ký thôi, 30 ký đó, nhưng mà cái maximum của nó là 32 ký. Thì Sang đã quá 32 ký luôn, nó vào khoảng 32 ký 3. Thì cô nói là ok, cô nhân viên đó, cô cân ký, cô cân hành lý, cô nói là cho qua luôn. Rồi cô hỏi Sang là có cái hành lý xách tay á, có muốn gửi luôn không, cô tặng cho luôn, gửi luôn hành lý xách tay đi luôn. Vậy đỡ quá ha mọi người, vậy Sang không có hành lý xách tay gì hết á. Sang có mỗi cái giỏ đeo trên tay thôi à. Trong đó thì đựng mấy cái đồ linh tinh, với mấy cái phin rồi mấy cái cục sạc pin này nọ và linh tinh của mình vậy đó. Rồi cái giỏ xách tay Sang để đựng những cái áo khoác là khi mà mình nóng mình cởi ra. Lần đầu tiên đi cái hãng này thì Sang thấy là như vậy. Còn Sang hy vọng là hành lý sẽ êm xuôi về tới Việt Nam. Hy vọng đừng có bị mất hành lý hay là hành lý bị thất lạc gì, Sang lo lắm. Trong đó toàn là những cái quà cáp mình mang về tặng cho gia đình trong cái mùa Tết này không à. Không có cái gì ngoài quà ở bên đây cả mọi người ạ. Sang đang là chuẩn bị là đi vô máy bay nè mọi người, đang là xếp hàng cho mấy cái số mà sau cùng lên trước, mình ở số 22. Năm giờ chiều mới vô máy bay á mọi người. Tạm biệt nước Bỉ 2 tuần. Sau đó thời gian sẽ về nha. Sau đó là mất cũng đầu là cuộc hành trình cày mọi người ạ. Cày để kiếm tiền đi du lịch. Chứ người ta bảo là cày để làm cái gì? Cày để lo cho cuộc sống đấy. Lo cuộc sống của mình là trong đó có cả du lịch nữa chứ. Nếu không thì cuộc sống nó vô vị lắm ạ. Mọi người đã thấy máy bay nó đang di chuyển không nè? Đang di chuyển ra đường băng rồi đấy. Ngoài đây là đường băng này. Khi máy bay cất cánh thì cho Sang chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở Việt Nam hoặc là ở bên Turkey. Nếu ở bên đó có gì hay hay thì Sang sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem.
Còn nếu không thì hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn ở Việt Nam.